Thế là hôm nay có em xuống thì ăn mặc nhìn đẹp đấy. Chưa đẹp. Đấy, như này là đẹp đấy. Chưa đẹp. Áo này như kiểu Ronaldo ấy. Đẹp đấy. Đấy. Đây. Có có hai ba bộ quần áo đẹp thì em xuống hai hôm ở trên đây, đấy thì là mặc hết rồi đây. Mặc hết rồi đây. Đó là đây. Đó đó. Mình thấy Tiên rất là tin người nhé các bạn. Rất là tin người. Là sao nữa? Là không phải thiệt hả? À, không, thật, thật. Nhưng mà thấy em nó rất là tin người. Không phải, mà là do cách mọi người nói chuyện rất là dễ tin đó, hiểu không? Bọn anh là diễn viên mà. Ừ, thề luôn á. Tí nữa. Hello, chào các bạn. Hello. Chào các bạn ấy. Hello, chào các bạn. Tôi Mati Bao. Giờ là đến cái tiết mục gọi là Tiên sẽ chia sẻ và kể chuyện cho Linh với cả Tiến đó, về những cái chuyến đi công tác ở đất nước khác. Ví dụ như là Thái Lan chẳng hạn, thì là sang Thái Lan thì Tiên có những cái gì ấn tượng ở bên Thái Lan không? Nhiều quá không kể hết. Một số những cái gì chuyện vui này, xong rồi cả chuyện buồn này đấy. Tiên giờ nói không nghĩ được một câu chuyện à. Em bật chế độ Quang Linh rồi đó, không biết nói chuyện. Bật chế độ Quang Linh, chế độ Quang Linh rồi đó. Quang Linh thì nói nhiều quá. Ôi nào nào, trời đất ơi. Ở bên Thái Lan thì cái cảm... Tại vì bình thường em ở Thái là nói chung là đi mấy cái nước ở trong mấy cái tỉnh ở Thái thôi, xong rồi bình thường là qua Thái là đi từ Thái là đi chung với team ở bên Thái để đi thẳng và đi các nước khác luôn, nên bữa giờ đi cũng nhiều, chắc tầm đó là 7-8 nước rồi đó. Điều... đi một cái là Peru nè, Colombia nè, Ecuador, 3 nước, Tây Ban Nha, 4, Thái Lan rồi nè, Thái Lan 5 rồi. Ở Angola 6, Dubai. Dubai có được tính đâu. Ờ thì cứ đến luôn đi. Nhưng mà thôi, trời đến mà tính đến đó, mà em tính trang sức là em chắc phải đi 20 nước. À. Tại vì đi trang sức nhiều lắm, cực lắm. Đi cái này là trang sức hay là đi bay nó còn ít nha, mấy nước đợi em đi mà đi Peru á, mấy cái nước Nam Mỹ á, em bay ba mấy tiếng mà. Ui. 36 tiếng hay sao á? Ngồi trên máy bay 36 tiếng. Không, là 36 tiếng nhưng mà ý là trên máy bay là mười mấy tiếng xong rồi xuống transit. Mười mấy tiếng mà transit 2 chặng. Nó tổng cộng chuyến bay là 36 tiếng. 36 tiếng. Thôi thì quá mệt luôn nhỉ. Mệt thật. Tí này là thấy còn nhẹ đấy. Ôi, bảo sao đi sang bên này cảm giác như cái nhàn tênh ấy. Ờ. Mọi người cứ bảo em sao không thấy mệt, em thấy không mệt thiệt. Tại vì thấy nó cũng nhẹ nhẹ. Các bạn đi làm từ thiện bên đây vui mà. Kiểu gặp gỡ người dân á, nó lạ với mình ấy, cho mình thấy thú vị ấy. Mình không thấy chán, vui. Đi so với tất cả các thế giới thì ở châu Phi nó vẫn là một cái gì đó nó lạ lắm, nó khác biệt hoàn toàn ấy. Khác biệt. Kiểu mình đi mấy nước khác mình còn nghĩ là kiếm được điểm chung này điểm chung kia, nhưng mà đi châu Phi thì thật sự là lạ lắm, lạ nhiều. Và đặc biệt nhất là này, gặp Quang Linh là cũng rất là lạ đúng không? Thay đổi em thấy thay đổi không? Anh Linh á là có hai nhân cách. Một nhân cách á là nhân cách khi gặp người lạ và nhân cách khi gặp người quen. Đó là hai con người khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn đó mọi người. Bữa mà Tiên có trả lời phỏng vấn mà Tiên kêu là gì đó? Ta hỏi là cái gì đó? Mấy từ để mô tả anh Linh á, Tiên kêu từ nhát là Tiên sai nha. Thành thật xin lỗi. Xin phép rút lại. Phép rút lại cái từ đó. Không phải nhát nha. Giờ là Linh khác rồi cho các bạn nha. Không nhát nữa nha. Khác hoàn toàn thôi. Như là hai con người khác nhau nha. Anh giống như kiểu bị đa nhân cách đúng không? Đa nhân cách đấy. Thật đấy. Đấy, đến bây giờ vẫn ngượng, còn dám nói gì đâu. Đâu, diễn. Trời ơi, diễn. Ôi, anh Linh diễn hay lắm mọi người ơi. Thật sự luôn.
chứ gì nữa. Ừ. Như lúc nãy mà bấm cần gạt cửa thấy diễn hay lắm rồi đó. Ê, thật sự luôn á, em tưởng thật luôn á, em thấy tiếng bấm cần gạt cửa em kêu chết rồi. Đa nhân cách là cái gì nhỉ? Ủa, đa nhân cách, đa là gì? Đa là gì? Đa là đa dạng. Đấy, đa dạng. Đa là đa dạng. Đa có nghĩa là nhiều đúng không? Nhân cách là gì? Là tính cách đúng không? Thì đa nhân cách là có nhiều tính cách. Đấy, quá đơn giản. Thật sự. Hai tính cách đúng không? Hai tính cách. Không, nhiều có khi còn có nhiều tính cách khác mà em chưa biết. Nhưng mà hiện tại thì có hai tính cách. Yêu nhiều lắm. Hả? Hả? Là sao? Yêu nhiều lắm là sao? Nhiều người yêu em. Là nhiều người yêu lắm. Ừ, nhiều người yêu lắm. Thì ở Angola là lấy nhiều vợ mà. Đúng không? Đấy, chính vì cái Angola lấy nhiều vợ đấy. Đấy là mới ở đây không muốn về Việt không, Nam. Không muốn về Việt Nam đấy. Là có lý do chính đáng cả. Thế giải thích đi. Có nghĩa là thanh xuân như Linh thanh xuân như em là thanh xuân đúng không? Thanh xuân của em là hiện tại bây giờ đang diễn ra đúng. Hoặc là một vài năm về trước ở đây là diễn ra như thế nào, được sống được trải nghiệm các cái cuộc sống kiểu nó mới mẻ và hiện đại cập nhật được những cái hiện đại đấy, như Linh ở bên này thì là quanh năm ngày tháng chui ở trong bản đấy thì là cũng kiểu giống đấy. Như người dân đấy hàng ngày chỉ được tiếp xúc được những cái thứ đấy thôi. Mình không được tiếp xúc, không được mở mang, không được cập nhật những cái hiện đại ở ngoài xã hội ấy. Kiểu như thế gọi là mất thanh xuân. Đấy, như thanh xuân của em là đấy, được đi đây đi đó, được đi đây đi đó, kiểu... trải nghiệm tất cả các nước trên thế giới. Thanh xuân của em là vui vẻ. Nhưng mà anh không được gọi là mất thanh xuân được. Sao mày gọi là mất thanh xuân được, vẫn đang làm rất là nhiều việc có ý nghĩa đúng không? Vẫn đang... Thanh xuân khác mà. Cái này là như kiểu nếu mà để mà nói như ý em ấy, như em ấy. Nhưng mà không gọi là mất được. Sao gọi là mất được? Ủa không nha, đàn ông mà phải tầm 35-40 gọi là phong độ nhất, chững chạc nhất của một người đàn ông. Chứ mà hai mấy thì đã là gì đâu. Hai mấy tuổi như con nít nè. Hai mấy tuổi như con nít. Ừ. Thật mà. Thế bây giờ mà cho bây giờ anh để ý nha, đàn ông nha. Phụ nữ thường ấy là sẽ kiểu như lớn ấy là sao phụ nữ thường là sẽ suy nghĩ lớn tuổi hơn đàn ông. Anh sẽ để ý nếu như mà một người đàn ông rồi một phụ nữ mà họ xem tuổi nhau, như mà một người đàn ông 20 giống như bà tuổi em đi, em 24 tuổi đi, đàn ông 24 tuổi á, thì thường là 24 tuổi với đàn ông vẫn còn kiểu vẫn có nhiều người họ vẫn còn con nít. Còn con nít thật mà. Ừ đúng rồi, có, 24 tuổi anh thật, anh nhớ mà. Lại anh ơi, lúc mà anh 24 tuổi có phải là anh vẫn còn ý là vẫn còn phải chưa có trải đời nhiều á, ham chơi đúng. Đàn ông mà dưới 20 đàn ông hai mấy là vẫn còn ham chơi nhiều, tùy người nhưng mà đa phần là vẫn còn con nít. Nhưng mà như anh vẫn đang còn con nít này. Thì đúng rồi, anh con nít mà đâu anh nói anh người lớn. Thế anh như anh là con nít đấy. Anh cãi làm gì, anh giải thích làm gì. Anh cũng con nít nhỉ. Anh gặp là... Anh á? À 24 mới là con nít đúng không? Đúng rồi, anh hơn rồi. 26 Ok. Thế giới là còn con nít nha. Như bây giờ hiện tại là em đã bao giờ suy nghĩ đến cái việc là thành lập gia đình chưa? Đã nghĩ đến chưa? Có. Đã nghĩ đến là thì gặp đúng người thì cưới thôi. Em không có đặt ra mốc cái gì hết, thay độ tuổi hết chứ, quan trọng là như em phỏng vấn ở nhà đấy là một người đàn ông khiến em phải nể ấy, đúng không? Đúng. Và tối về là biết lắng nghe trò chuyện đúng không? Đúng. Không phải tối về đấy, chị Mỹ là nói chuyện được, dạy được cho mình và khiến mình nể đó. À. Thế vừa rồi hồi em phỏng vấn hôm kia trên truyền hình đấy thì em hay bảo anh Linh là như nào? Em bảo gì? Nể có nhiều cái nể. Em nể anh Linh. Không, nể Linh thật. Em có trả lời luôn là em nể Linh vì anh Linh còn nhỏ tuổi. Nhưng mà anh Linh có những cái lý tưởng rất là khác. Vừa bảo anh Linh có lý xong.
Thì anh là con đi. Thế à? Đây là con dài lắm. Ôi, đâu có liên quan gì nữa. Gì thì con nít. Lý tưởng khác thì đâu có liên quan gì tới con nít hay không con nít. Đúng không? À. Lý tưởng lý khác. Tưởng là người lớn nha, nhưng mà thể xác là con nít. Ý là con nít thì làm sao mà có lý tưởng? Đúng. Ủa? Con nít thì mắc gì không có lý tưởng. Cái đà lê đi, hỏi cái đà lê đi. Con nít thì mắc gì không có lý tưởng. Nó có lý tưởng, nhiều, nói chung là nhiều lý tưởng. Ừ, thì cái là lý tưởng khác. Lý tưởng khác này là gì? Lý tưởng của anh khác với những cái người ở cùng độ tuổi của anh. Ok? Đúng không? Thì đấy là để đây là để như vậy. Để cái lý tưởng, cái suy nghĩ, tư tưởng. Cứ thắc mắc mãi. Ừ, thắc mắc mãi. Thì nể là nể, nể là nhìn nể như thế. Đúng không? Lý tưởng là có nhiều lý tưởng, sao nói là cụ thể ra chứ. Cụ thể gì thì lý tưởng của anh tự biết đi chứ. Đây. Anh bắt em phải nói ra cụ thể nữa chứ. Ủa? Ôi, nhưng mà nhá, bọn anh từ hôm qua giờ Linh cứ thắc mắc là như thế này. Rồi, dạ. Hả? Rồi xong rồi. Bảo là trước khi... trước khi mà... xin nghĩ ra đi. Đâu, từ. Trước khi mà em đăng, đăng quang Hoa Hậu ấy, thì là... mình có kiểu học cái lớp gì hóa hậu hay là học à đúng không? Học sân khấu hay gì không? Học sân khấu điện ảnh hay gì đấy? Học có bình thường là trước khi đi thi hoa hậu là sẽ có gặp một cái người thầy hoặc là người giáo viên người ta dạy cho mình những cái kỹ năng cần thiết thôi, đi là đi khách quốc này kia là phải có người dạy. Mà không mình có những người họ tự học cũng được mà. Ở Việt Nam thì mình chưa có giống như một vài nước khác họ có một cái gọi là trường đào tạo hay là phổ biến về cái việc trường đào tạo hoa hậu thì ở Việt Nam mình lắm. Nhưng mà mấy nước khác cũng có một vài nước là họ có cái kiểu gọi là đào tạo hoa hậu luôn, đưa mấy đứa trẻ đi là đào tạo lúc còn bé luôn, đi học cách work rồi học là đứng vô duyên dáng chụp hình kia kiểu. Thế ở Việt Nam mình đa phần hoặc là thuê thầy cô về dạy học. Ngoài cái việc đấy ra, những cái việc mà như kiểu là mình phở cái gì nhỉ? Trả lời phóng sự phỏng vấn đấy thì mình có phải đi học qua không hay là em không học, không học tự em, mình em không học. Em nghĩ là thứ nhất là do trải nghiệm cuộc sống của em á, trải nghiệm cuộc sống đa phần là mình học từ mấy cái trải nghiệm cuộc sống của mình nhiều hơn. Nhưng công nhận là Tiên nó hay thật. Dạ nó hay thật, em trải đời nhiều á. Em trải đời nhiều. Con nít mà. Ê không có con nít nha. Thế con... thì thế thì hơn tuổi rồi. Em không có con nít. Ý là em trải đời nhiều. Thì vấp ngã nhiều đúng không? Không phải vấp ngã nhiều. Trải đời có gì là vấp ngã. Ý là va chạm nhiều. Va chạm, va chạm nhiều. Ý là em học nhanh đấy, hiểu không? Mình va chạm. Ý là học hỏi từ những cái va chạm của mình cho nên mình trưởng thành hơn. Đó em không nói chứ em học đâu có học quá nào ứng xử. Xem nè, xem tivi nè, xem hồi sự nè, mình xem. Đợt đi học ở đại học thì em cũng tham gia cái kiểu đoàn đội. Không, ít lắm. Lúc mà lên đại học thì em lại lười tham gia mấy cái hoạt động. Thì đã tốt nghiệp đại học chưa? Tốt nghiệp rồi. Đã tốt chưa? Em mới tốt nghiệp được 2 năm nhỉ? Đâu, em tốt nghiệp trễ hơn ấy. Thì em đi thi xem bảo luôn 1 năm mà. Sau em học ra trường cũng trễ hơn. Tốt nghiệp trễ hơn so với bạn bè. Mới tốt nghiệp đây thôi. Thế là đăng quang hậu xong là về là học tiếp. Đăng quang hậu xong thì về tốt nghiệp. Thế mới tốt nghiệp được mấy tháng đây thôi đúng không? Đúng, mới tháng này. Đợt Tết bọn anh gặp là chưa tốt nghiệp đúng không? Vẫn chưa. Mới mấy tháng này. Từ khi đăng quang xong còn đi nhiều nhỉ? Vâng, đi nhiều, thích lắm. Thường như không có lúc ảo nhà. Vâng, mà thích, em thích đi nhiều. Ủ hết rồi ta. Ừ, xuống dốc, ủ tai nữa. Xuống dốc chạy chuẩn bị đồ kia kìa, ù điếc tai luôn kìa. Núi đi, khen núi nhiều quá. Nhưng mà anh thì bây giờ không đi nhiều nhưng mà từ sau này đi nhiều. Đi đâu? Anh thì ở đây suốt đời rồi. Chứ mà từ từ. Anh ở đây suốt đời rồi. Nhưng mà sau này giống như là kiểu công việc của anh ổn định hơn này kia thì anh đi được có được sao, có được sao đâu. Đúng không? Nếu mà có ngày làm thì mình đi được. Khi từ từ nó ổn định rồi mình đi thôi. Cái gì đó anh... nếu mà muốn thì sẽ tìm cách, còn nếu không muốn thì người ta tìm lý do đấy. Và nhớ câu nói này, muốn thì
phải tìm cách. Muốn thì anh muốn thì anh tìm người cách. Người xa sẽ tìm cách. Còn nếu mà không muốn thì sẽ tìm lý do. Không, để anh nói lại cho nó đơn giản hóa đi. Sao? Không hiểu đâu. Ủa, không hiểu hả? Không. Muốn. Ủa, cái gì đâu mà không hiểu. Muốn thì tìm cách. Thì đấy mình hiểu mình hiểu có hiểu không? Rồi muốn thì tìm cách, còn không muốn thì tìm lý do. Là hiểu chưa? Em nói như này thì anh Linh sẽ hiểu này. Sao? Anh muốn thì anh tìm cách. Đấy. Ừ. Anh muốn thì anh tìm cách, anh không muốn thì anh tìm lý do. Ừ. Đừng nói là người ta muốn. À, anh nói... chỉ thẳng luôn là anh. Vì cái đấy, vì cái đấy. Bị cài là bị coi bị cài đấy. Bị cài là bị gai đấy. À bị gai. Thì anh tính không nói. Bậy đấy, người ta bậy. Kêu anh tính nói. Chắc là một vài năm nữa là em đi cũng hết thế giới luôn đấy. Yeah. Làm gì tới? Em hết mấy mình nếu mà hết đương nhiệm thì chắc em cũng không đi nhiều. Được như lúc này đâu. Năm mình đi 10-11 nước. Thôi ra nó hết đương nhiệm cho em cũng không đi nhiều. Ơ nhưng mà bây giờ em đang đương nhiệm là Hoa hậu thế giới hòa bình rồi đúng không? Hoa hậu hòa bình quốc tế. Hoa hậu hòa bình quốc tế rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà sau khi hết đương nhiệm đấy thì em có thể thi được cái hoa hậu khác được nữa không hay là? Mình muốn thì mình thi thôi mà em không muốn thi nữa. Vẫn thi được ạ. À có nghĩa là vẫn thi được đúng không? Nhưng mà mình sẽ nhưng là thứ nhất nhưng mà ít khi ai đi thi lắm nhỉ? Thường khi không có ở hồi là không có đã đăng quang rồi ví dụ thường nó sẽ là cũng như kiểu là một cái không phải gọi là phản bội nhưng mà nó sẽ là một cái kiểu gì đó nó mất lòng với cái tổ chức cũ á. Cái danh hiệu cũ của mình ấy. Nếu mà mình đã là gì được là đăng quang danh hiệu đấy cao nhất rồi mà xong rồi một vài năm sau mình lại đi tìm một cái ngôi thế là đi cuộc thi khác thì giống như kiểu nó cũng sẽ hơi mất lòng với cái tổ chức cũ của mình. Em cơ bản là em cũng không muốn đi thi nữa. Em thi hoa hậu của em nó chỉ là như bọn anh mà đi thi hoa hậu Việt Nam thì có không nhỉ? Anh con gái hả anh thì đâu có hoa hậu gì Việt Nam đi nữa mà đi người mẫu à, đi người mẫu à? À làm siêu mẫu à? Ừ cái là phải người mẫu chứ. Sao lại bên Thái này có người ta vẫn có giải nam mà. Giải nam thì là nam vương thôi chứ mình không có. À nam vương à? Người ta ghi nam thì vương. Đấy thì mấy thắc mắc mới hỏi đấy. Bọn anh thì mù tịt về cái này nhưng mà gì người mẫu mới cả từ người mẫu mới đi thi hoa hậu đúng không? Đâu cần đâu em không phải là người mẫu đâu. Ờ nè. Đây, hay nhỉ? Thắc mắc mới hỏi. Mình cứ tưởng người mẫu xong mình đi thi hoa hậu chứ nhỉ? No. Là kiểu như mình muốn thi là vào đăng ký mình đúng không? Mình muốn thi mình đăng ký thì đấy. Ai lọt từng loại từng vòng một. Thế mà lôi con hôm qua là cần quan hệ đấy. Khóc cái là vào luôn. Đấy. Hay đấy. Một đống người comment dưới là này là dọn đường cho á hai. Dọn đường sẵn hết rồi. Mua giải góc mà. Ôi sao anh tiếng nên là không biết nhiều về. Nhưng mà anh cũng không muốn. Ý là anh không muốn tìm hiểu ở bên ngoài luôn. Đúng rồi. Không muốn luôn á. Không. Ôi. Ở với dân bản đó. Quen rồi hả? Thế là hôm nay có em xuống thì ăn mặc nhìn đẹp đấy. Dạ đẹp. Đấy, như này là đẹp đấy. Dạ đẹp quá. Áo này, như kiểu Ronaldo ấy. Dạ đẹp quá hả? Chắc chưa? Đẹp đấy. À thế hả? Đấy. Có okay. Có 2-3 bộ quần áo đẹp thì em xuống 2 hôm ở trên. Đấy thì là mặc hết rồi đây. Mặc hết rồi đây. Đó là đấy. Đó. Mình thấy Tiên rất là tin người nha các bạn. Rất là tin người. Là sao nữa? Là không phải thiệt hả? Hả? À, không, thật nhưng mà thấy em nó rất là tin người. Không phải, mà là do cách mọi người nói chuyện rất là dễ tin đó, hiểu không? Ờ, sao vậy?
bọn anh là diễn viên mà. Ừ, thề luôn á.